chuyên viên kinh doanh công tác tại Tân Minh Phát. Như chúng ta đã biết, Ford Everest được trang bị chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu công dụng của chiếc chìa khóa thông minh này nha. Với chiếc chìa khóa thông minh này, khách hàng chỉ cần trang bị một cái chìa khóa ở bên cạnh mình. Ford Everest sẽ tự hiểu rằng chiếc chìa khóa đang ở bên cạnh người lái. Chúng ta sẽ mở cửa xe bằng cách luồn tay vào khoảng không của tay nắm cửa và nhẹ nhàng mở cửa Ford Everest ra như thế này. Nếu bạn muốn đóng cửa, chúng ta chỉ cần sử dụng một chạm. Ngoài ra, khi các bạn thao tác, bấm hai lần nút mở khóa trên chìa khóa, kính sẽ tự động hạ xuống. Chúng ta chỉ cần ấn và giữ trong vòng từ 3 đến 5 giây. Nếu bạn muốn nâng kính, chúng ta sẽ ấn và giữ nút khóa trong vòng từ 3 đến 5 giây. Một trong những điểm cần nói đến đó chính là khả năng chống trộm, cũng như Ford Everest sẽ tự báo hiệu vị trí của chiếc xe đang ở đâu trong bãi đỗ xe bằng tín hiệu. Rất hay đúng phải không các bạn? Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá tính năng mở cốp. Đối với xe Everest, chúng ta chỉ cần bấm hai lần nút khóa, cốp sẽ tự động mở. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ thao tác hai lần ngược lại, cốp sẽ tự hiểu và sẽ tự đóng lại. Chưa dừng lại ở đó, chiếc SUV này còn gây ấn tượng bởi chức năng đá cốp hậu đánh tay. Khi khách hàng đang có rất là nhiều đồ đạc trên tay của mình, chúng ta sẽ mở cốp bằng cách đá vào khoảng giữa bên dưới. Khách hàng chỉ cần cất hành lý vào khoang hành lý với dung tích lớn như thế này và đá cất thật nhẹ nhàng, chỉ cần một thao tác đá chân một lần nữa. Rất thông minh và tiện lợi đúng không? Đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tính năng setting my key trên Ford Everest như thế nào. Vậy tại sao chúng ta cần kích hoạt hệ thống MyKey trên xe Everest? Khi quý anh chị cài đặt hệ thống MyKey, người thân và bạn bè mượn xe để di chuyển, chúng ta có thể chủ động giới hạn được tốc độ mà họ di chuyển, cũng như các tính năng an toàn mà họ sử dụng và âm lượng trên audio. Tiếp theo, Châu sẽ hướng dẫn quý anh chị cài đặt hệ thống MyKey trên xe nha. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ ấn vào nút Startup và để ở mức không đặt phanh. Ở bên trái vô lăng, tương ứng với các nút lên xuống trái phải, chúng ta sẽ vào một setting. Chúng ta vào một MyKey. Vào một. Đến khi màn hình hiện ra như thế này, chúng ta sẽ vào một Mastic. Ở đây chúng ta sẽ giới hạn được tốc độ tối đa mà họ di chuyển. Ở một Speedometer, đó là tốc độ tối thiểu mà họ di chuyển. Tiếp theo là Volume Limit. Chúng ta sẽ giới hạn được âm thanh tối đa mà họ sử dụng trên xe. Và mục cuối cùng đó là Clear MyKey, chúng ta sẽ xóa tất cả các hệ thống cài đặt tính năng MyKey trên chìa khóa. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích được quý anh chị và các bạn trong quá trình sử dụng xe. Mọi thắc mắc và ý kiến vui lòng comment ở bên dưới cho chúng mình biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại.